nhờ xin nhờ mọi người, mình là Chu Chu. Một cái loại mía có thể dùng tay để bóc vỏ ra ở nội địa Trung Quốc như thế nào? Cái đơn hàng này là mình đã đặt trước Tết luôn rồi đó. Bây giờ người ta mới gửi hàng đường cho mình. Ở ngoài hộp thì sẽ là cái hộp của cái mía. Có cái mía, mía gì? Không giống mía cho lắm. Hình như là mình mua nửa ký, đúng không? Dựa vào cái kinh nghiệm chưa ăn mía này lần nào của mình thì mình sẽ thấy là cái chỗ, cái cắt này á, nó cũng chỉ mới 5-6 ngày thôi. Đầu tiên là mình sẽ thử dùng tay để bóc nó ra xem như thế nào nha. Anh nói rẻ lắm. Sao con nói gì? Không có bóc ra được nha. Cái này là phải dùng cái khác cơ. Mình thấy là mía này bóc thì cũng bóc được thôi, nhưng mà cái chú trong video bóc được, còn mình thì không. Yo, cái mía này nó to bằng cái tay của mình nha. Cùng thử xem cái mùi vị của nó như thế nào nhé. Mình thấy là cái mía này nó mát lạnh hơn khi ở Việt Nam. Do là ở bên này nó lạnh hơn Việt Nam. Nước mía nó chảy nè. Cái thành phần nước của nó rất là dồi dào và phong phú. Mình ăn cái là nước nó phục ra tứ phía luôn. Giống như là khi nó chịu với ông hàng xóm vậy đó. Anh nói rẻ lắm. Sao con nói gì? Cái lúc mà mình cắn xong cái mình giật á, cảm giác như là có ai đứng bên cạnh xịt dưỡng ấm cho mình đó. Quan trọng là cái độ ngọt mà nãy giờ không có nói, bây giờ nói nè. Cái độ ngọt thì mình thấy là cái mía nó ngọt như là cái mía mà ngọt ở bên Việt Nam mình á. Wow. Tại vì ở bên Việt Nam sẽ có mía ngọt và mía không ngọt. Đúng nhận sai cả cho tôi cái nào? Mía ngọt vừa vừa. Thì cái này nó giống như là cái mía ngọt nhất Việt Nam luôn á. Nó, cái độ ngọt của nó có thể khiến con người ta cảm giác ớn lạnh như là những câu tỏ tình của Crush. Xong thì có lúc mía thì có khúc, có mía 3 khúc, có mía 2 khúc, cũng có mía 1 khúc. Ngoài ra thì mình thấy là loại mía này cũng có một tác dụng nữa.